hành tinh xinh đẹp, ngọt ngào và đầy sức sống của chúng ta đã và đang tổn thương nghiêm trọng bởi rác thải nhựa. Những bức ảnh này có khiến bạn đau lòng? Thế giới đã nỗ lực trong suốt nhiều năm qua để giành lại sự sống trong sạch cho đất mẹ. Việt Nam là một quốc gia xinh đẹp, cũng là đất nước luôn phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, ô nhiễm môi trường và vấn nạn rác thải nhựa. Trong đó, 13 triệu tấn rác nhựa trôi nổi đổ ra đại dương. Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Năm 2018, Liên Hiệp Quốc đã phát động chủ đề giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông. Và tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019, nguyên thủ của các nước, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia đã mạnh mẽ cam kết về việc chống rác thải nhựa. Tuy nhiên, nỗ lực của chính phủ sẽ không đi đến đâu nếu như mỗi cá nhân không thay đổi thói quen sống của mình. Dưới đây là một số phương pháp chống rác thải nhựa dành cho mỗi cá nhân. Chúng ta có thể đi chợ bằng giỏ sách thay vì mang túi ni lông về nhà. Sử dụng bình nước bằng inox thay vì dùng chai lọ nhựa. Dùng ống hút bằng tre, bao bì bằng giấy. Sử dụng muỗng thìa dĩa bằng thân cây chuối. Sử dụng sản phẩm bao bì giấy thay vì nhựa. Trồng nhiều cây xanh. Tiếp tục vận động và vận động. Tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm về môi trường. Cảm ơn những nỗ lực tâm huyết đáng trân trọng của doanh nghiệp, địa phương đã có những mô hình, sáng kiến, hành động thiết thực để giải quyết rác thải nhựa. Điều chúng ta cần làm bây giờ là lan tỏa sâu rộng trong cả nước. Vì một thế giới không rác thải nhựa, yêu môi trường chính là đạo đức.